có một cái thời gian tôi cảm thấy càng về già càng buồn, tẻ nhạt, nhàm chán, không thiết tha bất cứ một cái thứ gì. Xin chào mọi người, tôi là Đặng Hiền Minh, năm nay là 72 tuổi. Mà có lẽ ai ở cái độ tuổi như tôi chắc cũng sẽ hiểu được cái cảm giác buồn chán khi mà không có cái việc gì để làm. Thế nếu tuổi trẻ thì chúng ta còn có sức khỏe để đi đây đi đó rồi là mạo hiểm. Thế nhưng mà tuổi già thì chúng ta lại bị hạn chế bởi cái sức khỏe. Tôi thì tôi thấy các bạn của tôi thì tìm được cái nguồn vui bằng cái việc sử dụng cái mạng xã hội này, chia sẻ cuộc sống thường ngày ở trên đấy. Thế nhưng mà thực tế tôi thì tôi lại kém am hiểu về mấy cái môn đấy lắm. Mà nhất là những cái thông tin ở trên đấy mà không phải cái gì nó cũng chính xác 100% như ở trên thời sự. Thế cho nên là tôi không thích. Xong gia đình thì con cái thì nó bận rộn, đến mà ăn cơm cùng còn khó, chứ chưa nói gì đến cái việc là đưa bản thân mình đi chơi đây đó. Cháu nhỏ thì nó cứ suốt ngày điện thoại, muốn chơi với cháu rồi hoặc là ăn cháu thôi mà cũng khó như là đi lên trời rồi. Đấy, đấy là những cái lúc mà tôi cảm thấy thực sự là nó tẻ nhạt, nó buồn, không thể miêu tả được. Mãi cho tới sau này chắc là con cái cũng hiểu được cái tâm lý của bố, cho nên là có tặng tôi một chiếc đài radio PP. Thực sự khi thấy con tặng mình cái radio này thì tôi thấy là con cái nó cũng yêu mình, thương mình và quan tâm đến mình. Vì ngày trước ấy thì tôi cũng có một cái radio làm bạc, tôi quý lắm, thế nhưng mà lại hỏng mất rồi. Cho nên là thực sự đúng là mình rất vui, vui như là trẻ con được tặng quà luôn. So với cái radio cũ của tôi ngày trước thì cái đài radio PP này nó có nhiều thứ nó hiện đại hơn rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là cái radio PP này còn được sản xuất tại Nhật Bản nhá. Đài radio PP là rất là nhỏ gọn, mang đi đâu cũng tiện. Đấy, tôi có thể mang đi ra ngoài tập thể dục này, rồi dọn nhà này, thế rồi nấu cơm, và bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể mang theo được cái radio này. Cái thời ngày xưa ấy nhá, để có được một cái chiếc đài radio như thế này là ước ao của bao nhiêu là người luôn. Có cái chiếc đài radio PP tiện lợi hơn rất là nhiều. Tôi có thể nghe được cái tin tức thời sự này, tư vấn sức khỏe, tin thể thao, rất là nhiều thông tin bổ ích khác. Thế rồi là kết bạn bốn phương, và đặc biệt là chương trình chuyện kể đêm khuya nữa. Nhưng mà nghe xong là đi vào giấc ngủ luôn. Tôi thực sự rất thích cái cảm giác tận hưởng được những cái bản nhạc tình ca xưa, những cái bản nhạc vàng bất thủ qua chiếc radio PP này. Ơi quê ta sâu sương dài nắng, phiên chợ nghiêu lều tranh mái xiên, kia sáng mai như... Cái âm thanh từ cái radio phát ra nó rất khác so với những cái chiếc máy nghe nhạc bây giờ. Nó có một cái gì đó rất riêng mà những cái người có tuổi như tôi, những cái người yêu cái nhạc xưa mê ơi là mê. Với đài radio PP thì dùng loại pin nào cũng được luôn, pin khô này, pin đại cũng đều được cả. Đài radio PP còn được tích hợp cả pin năng lượng mặt trời nữa. Đặc biệt điều mà tôi thấy khá ấn tượng là cái chiếc đài này có thể là kết nối với lại điện thoại qua Bluetooth, chơi nhạc qua USB, rồi thẻ nhớ. Mà hơn hết khi mua đài radio PP còn được khuyến mại một cái chiếc USB có hơn 200 bài hát theo yêu cầu, nghe cả ngày cũng không hết đấy chứ. Từ ngày có cái radio PP, tôi có cái cảm giác mình có thêm một cái người bạn để chia sẻ, rất là thích. Đi đâu thì tôi cũng mang theo cái radio PP theo. Bạn bè thấy thế thì ai cũng hỏi là ô thế cái này bác mua ở đâu đi để tôi mua với. Thế thì có cái đài radio PP tôi không còn cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó tẻ nhạt nữa. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà vui hơn, nhiều màu sắc hơn. Mà để tôi bật mí cái giá của PP này nhá, chỉ có 589.000 Việt Nam đồng thôi.
mà lại còn được miễn phí giao hàng toàn quốc và được kiểm tra và thử hàng trước khi nhận, rồi bảo hành 1 năm, một đổi một trong vòng 30 ngày. Nếu mà để chấm điểm cho cái đài Radio PP thì 100 điểm vẫn còn là khiêm tốn đấy. Ai mà đang tìm một người có thể bầu bạn như tôi thì hãy mua ngay đài Radio PP đấy nhá.